Rồi quý vị, bonsai 307 nha quý vị. Một cây dâm bụp nha quý vị, 250 bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen ship code lạ chuyển khoản trước nha. Cái dâm bụp này là dâm bụp Đài Loan nha quý vị, chứ không phải là dâm bụp thường của mình ở đây trồng hàng rào nha quý vị. Đài Loan nếu mà mình làm thành cây rồi lá nó nhỏ xíu vậy này nha quý vị. Nó nhỏ hơn cái này nữa nha quý vị, chút xíu luôn, nó giống như sâm hương vậy đó, nó ép lá được nha quý vị. Nhỏ xíu vậy luôn nè. Đó, làm rồi xong rồi là lá nó nhỏ xíu vậy luôn á. Nó giống như sâm hương lá bự rồi, làm thu gọn lại lá nhỏ nha quý vị. Rồi 250 nha. Anh nào chưa có giống thì mua về làm giống nha. Cái giống này nó mau lớn lắm nha quý vị. Đó, trồng làm bonsai rất là ok nha. Đó, cũng là những cái giống mới đây nè. Bông nó cũng đẹp đó nha quý vị. Rồi 250 bao ship xuống luôn Bi ơi. Dâm bụp Đài Loan nha quý vị. Đó, lá thu nhỏ rất là nhỏ luôn nha. Rồi xuống luôn.